Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Trung Quốc đưa mẫu hạm Sơn Đông tập trận trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, tình hình trong khu vực đang nóng lên khi Trung Quốc đưa hàng không mẫu hạm Sơn Đông đi xuống Biển Đông tập trận, trong khi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tập trận ở vùng Tây Thái Bình Dương. Hoàn Cầu Thời báo cho hay, mẫu hạm Sơn Đông, mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng tới Biển Đông tập luyện những tình huống chiến đấu thực tế. Trong khi mẫu hạm Sơn Đông tới Biển Đông, thì mẫu hạm Liêu Ninh được đưa tới vùng biển Tây Thái Bình Dương thực hành chiến đấu ở hai vùng biển khác nhau cùng một lúc. Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin kèm theo video máy bay khu trục lên xuống bên cạnh các hoạt động khác nhau, đối phó các hư hại khi mẫu hạm bị tấn công, các tình huống đối phó khẩn cấp. Bản tin cuối tuần của Hoàn Cầu Thời báo do đài truyền hình CNTV không nêu ra thời gian của cuộc tập trận, chỉ cho biết cuộc tập trận lần này thi hành các trường hợp khó giải quyết hơn trước. Báo chí Trung Quốc cũng không cho biết mẫu hạm Sơn Đông tập trận tại khu vực nào trên Biển Đông, nhưng cho hay mẫu hạm Liêu Ninh có hai khu trục hạm 10.000 tấn, trang bị hỏa tiễn và một số chiến hạm khác tập trận trên đường biển phía đông Đài Loan và phía nam Nhật Bản và phía tây của đảo Guam. Cuộc tập trận này có sự theo dõi chặt chẽ của Hải quân lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Nguồn tin trên cho biết hai cuộc tập trận với hai nhóm mẫu hạm tác chiến diễn ra cùng một lúc, chứng tỏ các nhóm tàu mẫu hạm đã gia tăng nhiều về khả năng chiến đấu giúp ổn định tình hình khu vực. Tờ này nhận định lực lượng Mỹ vẫn khiêu khích Trung Quốc ở các vùng biển Tây Thái Bình Dương và Biển Đông những ngày gần đây. Khi hai mẫu hạm Sơn Đông và Liêu Ninh tập trận, khu trục hạm Mỹ USS Trung Hun đã đi qua eo biển Đài Loan, khu vực biển quốc tế, nhưng Bắc Kinh coi như ao sau nhà mình, nên cáo buộc Mỹ khiêu khích và cho chiến hạm bám sát theo dõi. Hạm đội 7 Hoa Kỳ đưa tin USS Trung Hun đi qua eo biển Đài Loan hôm vừa qua, khu vực nằm ngoài lãnh hải của Trung Quốc hay Đài Loan, chứng minh sự cam kết của nước Mỹ bảo vệ quyền tự do hàng hải và phi hành trên các vùng biển quốc tế được các nước công nhận. Giữa tháng 8 năm 2022, mẫu hạm Sơn Đông đã cùng một số tàu hộ tống tập trận trên Biển Đông. Báo chí Bắc Kinh khoe mục đích là huấn luyện khả năng chiến đấu trong thực tế. Mẫu hạm Sơn Đông tuy là mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, nhưng chỉ là cải tiến thêm dựa trên mô hình chiếc Liêu Ninh vốn là tàu cũ của Nga. Trung Quốc mua về sửa chữa lại và trang bị thêm, trong khi mẫu hạm của Mỹ trọng tải 100.000 tấn và chạy bằng năng lượng nguyên tử. Chiến hạm Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc chỉ có trọng tải 43.000 tấn và 49.000 tấn, chạy với hệ thống máy tàu thông thường. Mỹ và các nước đồng minh vẫn tiếp tục phối hợp với nhau bảo vệ tuyến hàng hải qua Biển Đông qua các cuộc tập trận hỗn hợp, trong khi Bắc Kinh vẫn hùng hổ tập trận nhiều hơn ở khu vực, đồng thời dùng cả lực lượng dân quân biển đe dọa các nước nhỏ đang tranh chấp chủ quyền biển đảo. Theo phân tích của Colin Cole thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Singapore dựa trên tạp chí X-Asia Forum cho thấy, không thấy có những dấu hiệu tiến bộ gì về đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Các nước trong khu vực ưu tiên đối phó với các vấn đề kinh tế và xã hội của mình nhiều hơn. Thưa quý vị, chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông là liên quan mật thiết đến quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Khu vực Biển Đông có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc trong quá trình trở thành cường quốc biển của thế giới. Do vậy, từ năm 1949 đến nay, Trung Quốc đã hoạch định chính sách đối với Biển Đông bao trùm lên nhiều lĩnh vực như quân sự, kinh tế, xâm chiếm biển, đảo. Chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông là vấn đề quan trọng, liên quan mật thiết đến quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Để hiểu rõ nội dung này, cần phải nghiên cứu trên nhiều góc độ khác nhau. Trong mối quan hệ đa chiều của Trung Quốc, trong khuôn khổ bài nghiên cứu này, tôi chỉ đề cập đến chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông, trên cơ sở đưa ra một số đánh giá, nhận xét. Biển Đông là một vùng biển với diện tích 3,5 km², trong đó diện tích trong phạm vi đường chín đoạn rộng khoảng 2 triệu km². Biển Đông có vị trí vai trò ngày càng quan trọng về chiến lược an ninh và phát triển kinh tế đối với Trung Quốc, nhất là phát triển lực lượng hải quân và các lĩnh vực kinh tế biển. Cụ thể ở các nội dung chính như sau. Về chiến lược an ninh, Biển Đông là vùng biển duy nhất nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu khống chế được các đảo trên Biển Đông một cách gián tiếp,
sẽ khống chế được một loạt tuyến hàng hải quốc tế từ eo biển Malacca đến Nhật Bản, từ Singapore đến Hồng Kông, từ Quảng Đông đến Manila, thậm chí từ Đông Á đến Tây Á, châu Âu, châu Phi. Đối với Trung Quốc, nếu khống chế được các đảo ở Biển Đông sẽ mở rộng không gian phòng vệ thêm hơn 1.000 km tính từ thành phố Tam Á đến bãi Tân Mẫu, quốc tế gọi là bãi Ngầm Chem. Điểm cực Nam Trung Quốc yêu sách chủ quyền dài hơn 1.600 km, đồng thời sẽ mở thêm được các tuyến đường hàng hải mới để tiến ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngoài tuyến đường đi qua eo biển Malacca, như tuyến qua eo biển Pasi giữa Philippines và Đài Loan, qua eo biển giữa Malaysia với Philippines. Về hàng hải, theo đánh giá của phía Trung Quốc, khoảng 80% thương mại của nước này được thực hiện bằng đường biển và 60% trong số đó đi qua Biển Đông. Có 60% dầu thô tiêu thụ dựa vào nhập khẩu, trong đó 80% đi qua Biển Đông. Do đó, việc đảm bảo an toàn tuyến đường vận tải qua Biển Đông sẽ quyết định sự vận hành của nền kinh tế Trung Quốc. Nếu khu vực này bị gián đoạn, cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế nước này sẽ ngừng vận hành. Về kinh tế, Biển Đông có trữ lượng dầu khí, băng cháy, khoáng sản và hải sản tương đối lớn. Trung Quốc tự cho mình là nước nghèo tài nguyên nên Biển Đông có giá trị rất lớn về kinh tế. Bộ Tài nguyên và Đất đai Trung Quốc năm 2011 công bố điều tra địa chất đánh giá trữ lượng dầu thô tại Biển Đông trong khu vực Trung Quốc có chủ trương chủ quyền là khoảng từ 23 đến 30 tỷ tấn và khí tự nhiên khoảng 160.000 tỷ mét khối, chiếm 12% trữ lượng dầu khí toàn cầu. Ngoài ra, Biển Đông được đánh giá là khu vực nhiều tài nguyên băng cháy, nguồn năng lượng mới của thế kỷ 21. Bộ Tài nguyên và Đất đai Trung Quốc năm 2013 công bố kết quả khảo sát băng cháy, cho rằng trữ lượng băng cháy của nước này trên đất liền ít nhất là tương đương 35 tỷ tấn dầu, nhưng tại Biển Đông ít nhất là tương đương khoảng 68 tỷ tấn dầu. Về quân sự, Biển Đông còn có giá trị to lớn về mặt quân sự đối với Trung Quốc do vị trí địa lý, diện tích, điều kiện địa hình và khí hậu của khu vực này. Trong 4 vùng biển có liên quan đến Trung Quốc như Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải và Biển Đông, thì Biển Đông là nơi lý tưởng nhất để lực lượng tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay thực hiện chiến lược của tập kết, huấn luyện, ẩn nấp và tác chiến liên hợp. Tổng diện tích Bột Hải, Hoàng Hải và Đông Hải chỉ bằng 1/2 Biển Đông. Bột Hải có độ sâu trung bình 98 m, Hoàng Hải là 44 m, còn Đông Hải sâu hơn 359 m. Nhưng đây là vùng biển Mỹ và các nước đồng minh bố trí lực lượng trinh sát hùng mạnh, nên lực lượng tàu ngầm và tàu sân bay chiến lược của Trung Quốc khó ẩn nấp, diễn tập, tập kết tác chiến. Trong khi Biển Đông có độ sâu bình quân lên tới 1.212 m, sóng to, khí hậu phức tạp, là nơi phù hợp cho lực lượng tàu ngầm mang tên lửa liên lục địa ẩn nấp và cơ động. Về xây dựng cường quốc biển, Biển Đông là nơi để Trung Quốc triển khai thực hiện chiến lược xây dựng cường quốc biển. Năm 2012, Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa ra chiến lược xây dựng cường quốc biển và báo cáo của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là sự thay đổi quan trọng về chiến lược phát triển của Trung Quốc, vốn tự coi mình là một nước lớn về chính trị, quân sự, văn hóa trên lục địa. Nay Trung Quốc phấn đấu trở thành quốc gia biển chủ yếu trên thế giới. Trong 4 vùng biển tiếp giáp với Trung Quốc như Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Biển Đông, thì Biển Đông là nơi phù hợp nhất để triển khai xây dựng cường quốc biển. Trong buổi học tập lần thứ 8 của Bộ Chính trị Trung Quốc về chủ đề xây dựng cường quốc biển, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh. Xây dựng cường quốc biển là một bộ phận cấu thành quan trọng trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, có ý nghĩa trọng đại đối với việc thúc đẩy kinh tế phát triển lành mạnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả, toàn diện, thực hiện thành công công cuộc vĩ đại phục hưng Trung Hoa. Cũng tại buổi học tập này, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, biển có vai trò quan trọng trong công việc phát triển kinh tế và cải cách mở cửa, có vị trí nổi bật trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển, vị trí quan trọng trong xây dựng văn minh, sinh thái cũng như cạnh tranh chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật quốc tế. Qua đó có thể thấy vai trò của biển trong chiến lược phát triển vĩ mô quốc gia của Trung Quốc đã có sự thay đổi to lớn, được nâng cao lên một tầm cao mới, nhất là vai trò của Biển Đông. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.